Còn với cấp tiểu học thì hiện nay nhiều trường đã áp dụng và nhân rộng các lớp học thông minh để thúc đẩy chất lượng đào tạo. Các em học sinh khi đến lớp sẽ không cần phải đeo những ba lô nặng trĩu sách vở hay giấy bút như trước đây nữa. Vâng ạ, và thay vào đó thì chỉ cần thiết bị điện tử thôi ạ. Và các buổi học thì sẽ trở nên vui hơn, nhiều sáng tạo hơn và thầy giáo cũng như là học trò thì hứng thú hơn với các buổi học. Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Sau đây sẽ là ghi nhận tại Hải Phòng. Không giấy, không bút, không đồ dùng. Học cụ duy nhất trong tiết học này là máy tính bảng. Chiếc bảng đen truyền thống cũng được thay thế bằng bảng tương tác đa năng, nơi học sinh truy cập thư viện số hay các phần mềm thiết kế riêng cho bài học. Khi sử dụng máy tính bảng thì con có thể làm bài được tốt hơn là cô giáo có thể kiểm tra được con. Từ phòng học thông minh có thể kết nối với nhiều điểm cầu để kiểm tra, đánh giá, quản lý hay dự giờ. Với hệ thống thư viện số, hàng triệu đầu sách nói, video và học liệu kết nối với nhiều đơn vị giáo dục trên cả nước, Hải Phòng đang hướng đến thay đổi hoàn toàn về tư duy và phương pháp dạy học. Để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, chúng tôi xác định, thứ nhất phải đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị công nghệ như đường truyền tốc độ cao, thiết bị dạy học số hay phòng học thông minh. Đặc biệt phải quan tâm đến việc đào tạo nhân sự để có thể tác nghiệp trên môi trường số. Chuyển đổi số giáo dục, số hóa phương thức quản trị theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả là mục tiêu mà ngành giáo dục hướng tới. Và mọi thứ đang chuyển dịch từ việc nhân rộng những giờ học thông minh như thế này.